Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay tối thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019. Đến với bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay gồm có tin quan trọng và người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Để mở đầu, Minh Thúy mời quý vị theo dõi tin quan trọng với Bích Phượng. Hoa Kỳ áp dụng kể từ 0 giờ giờ Washington ngày 10 tháng 5, 2019. Mức thuế mới tăng từ 10% lên thành 25% đối với 200 tỷ hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, vòng đàm phán lần thứ 11 giữa hai nước vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay. Trung Quốc thông báo sẽ có những biện pháp đáp trả riêng. Tổng cộng có đến 5.700 loại mặt hàng từ hóa chất, vật liệu xây dựng cho đến đồ nội thất và hàng điện tử. Theo ghi nhận của hãng Reuters, nổi bật trong các sản phẩm bị tăng thuế là các loại modem, cũng như thiết bị kết nối và truyền mạng Internet. Trị giá nhập cảng của riêng loại mặt hàng này thôi cũng đã lên đến 20 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Quan thuế 25% đã được áp dụng trên hàng nhập Trung Quốc. Đúng vào lúc diễn ra hai ngày đàm phán ở Washington giữa phái đoàn thương mại hai nước vào hôm qua, đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và bộ trưởng tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã gặp phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong một tiếng rưỡi đồng hồ và đã đồng ý nối lại thương thuyết vào hôm nay, ngày 10 tháng 5. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết là ông đã nhận được một bức thư rất hay từ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi hai bên hợp tác. Tuy nhiên, ông Trump đã lên tiếng đả kích thái độ tiền hậu bất nhất của Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ tuyên bố nguyên văn như sau. Tôi đã nhận được tối qua một bức thư rất hay từ Chủ tịch Tập Cận Bình, nói rằng chúng ta hãy làm việc cùng nhau, xem liệu chúng ta có thể đạt thỏa thuận hay không. Thế nhưng họ đã đàm phán lại thỏa thuận. Ý tôi muốn nói là họ đã nuốt lại nhiều cam kết, đã đưa ra và đòi thảo luận trở lại về những cam kết đó đây là một điều mà không ai làm cả. Về phần tôi, không giống như nhiều người khác, tôi cho rằng thuế hải quan là một công cụ rất mạnh. Vì vậy, chúng ta đã áp đặt các loại thuế mới có hiệu lực vào thứ Sáu, 10 tháng 5, như đã từng làm cách này 8 tháng. Và trong tháng tháng qua, người Trung Quốc đã bắt đầu phải trả tiền cho chúng ta, trả hàng tỷ và hàng tỷ Mỹ Kim. Do đó, điều mà chúng ta đang làm là tăng thuế lên mức 25%, trên 200 tỷ Mỹ Kim kể từ thứ Sáu, và sau đó chúng ta sẽ đánh thuế trên 325 tỷ mỹ kim hàng hóa ở mức 25%. Thủ tục cho việc này đã bắt đầu khởi động vào chiều nay. Chuyện ra sao thì chúng ta sẽ thấy, nhưng trong tư cách là tổng thống của đất nước này, tôi phải làm cái gì đó và chúng ta sẽ thu về nhiều tiền hơn bao giờ hết. Vài phút sau khi việc áp mức thuế 25% đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực, Bắc Kinh đã có phản ứng Trung Quốc vô cùng lấy làm tiếc về việc Mỹ tăng thuế hải quan. Chỉ 4 phút sau khi thời hạn chót mà Washington ấn định hết hiệu lực, Tân Hoa Xã đã chạy dòng tin khẩn trên. Ngay sau đó, các cơ quan truyền thông chính thức khác cũng lần lượt đưa tin về việc chấm dứt 5 tháng đình chiến thương mại. Trên website, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa ra các biện pháp trả đũa, nhưng hiện tại không cung cấp chi tiết về các sản phẩm bị nhắm đến từ đầu cuộc chiến thương mại, Trung Quốc đã tăng thuế đối với 5.200 sản phẩm nhập cảng từ Hoa Kỳ. Xuất cảng của các nhà sản xuất sữa của Mỹ đã bị giảm hơn 48%. Trả lời báo Hồng Kông sau China Morning Post, Phó Chủ tịch Hội đồng các ngành công nghiệp sữa Mỹ cho rằng quyết định tăng thuế mới của Trung Quốc sẽ đóng chặt thêm chiếc quan tài đối với ngành này. Các nhà sản xuất đậu nành, quả Việt Quốc, rượu vang California, phụ tùng ô tô Bên mặt trời cũng có chung một quan ngại. Phía Trung Quốc thì ngược lại hiện chưa có bất kỳ bình luận gì từ các doanh nghiệp sẽ bị tác động từ biểu thuế mới của Mỹ. Từ tuần đầu, các cơ quan truyền thông nhà nước đăng tải cùng một thông điệp giữ bình tĩnh, mọi việc đều nằm trong vòng kiểm soát. Sau tuyên bố đáp trả cứng rắn của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thể hiện rõ lập trường của mình bằng cách đăng liên tiếp 10 dòng tweet về vấn đề thương mại và quan thế chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Sau đây là nội dung những dòng tweet được ông Trump đăng tải, bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ Washington. Thứ nhất, chúng ta, Hoa Kỳ, đã thiệt hại 500 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Trong rất nhiều năm qua, vì hoạt động trao đổi thương mại điên cuồng với Trung Quốc, không còn như vậy nữa. Thứ hai, các cuộc đối thoại với Trung Quốc sẽ tiếp tục được tiến hành theo cách thích hợp, hoàn toàn không cần thiết phải vội vàng, bởi Trung Quốc giờ đây đang phải trả cho Mỹ khoản thuế 25 Đối với 250 tỷ Mỹ kim hàng hóa, khoản tiền khổng lồ ấy sẽ được chuyển trực tiếp vào kho bạc của Mỹ. Thứ ba, quá trình áp đặt mức thuế 25% đã bắt đầu được tiến hành đối với số hàng hóa trị giá 325 tỷ Mỹ kim còn lại. Mỹ chỉ bán cho Trung Quốc khoảng 100 tỷ Mỹ kim hàng hóa và sản phẩm. Đây là sự bất cần, đối rất lớn. Với hơn 100 tỷ Mỹ kim trong biểu thuế mà chúng tôi nhận được, chúng tôi sẽ mua thứ tư, các loại nông sản từ chính những người nông dân vĩ đại của Mỹ và thậm chí là một số lượng lớn hơn so với Trung Quốc đã từng và chúng tôi sẽ chuyển số nông sản ấy tới các nước nghèo đói thông qua hình thức viện trợ nhân đạo. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc với hy vọng rằng họ sẽ không cố gắng viết lại thỏa thuận. Thứ năm, quan thuế sẽ mang lại cho đất nước ta ngày càng nhiều của cải. Ngay cả một thỏa thuận phi thường theo hình thức truyền thống cũng không thể sánh bằng. Hơn nữa, việc áp thuế còn dễ dàng và nhanh chóng hơn nữa. Những người nông dân của chúng ta sẽ làm tốt hơn, nhanh chóng hơn và những quốc gia nghèo đói cũng sẽ được hưởng lợi. Một số loại sản phẩm sẽ bị từ bỏ hoặc chuyển đến một nguồn khác. Thứ sáu, quan thuế sẽ giúp đất nước ta mạnh mẽ hơn nhiều, chứ không phải là yếu đi. Mọi người hãy ngồi lại và chờ xem. Trong lúc đó Trung Quốc không nên thỏa thuận lại với Trung Quốc vào phút chót. Đây không phải là chính quyền Obama hay chính quyền của những người trầu ngái ngủ, những người đã để Trung Quốc thoát tội. Thứ bảy, số dư trung bình 401k đã tăng vọt kể từ khi chạm đáy thị trường 466%. Wow! Thứ tám, nếu chúng ta mua 15 tỷ Mỹ Kim nông sản từ chính những nông dân Mỹ, nhiều hơn so với nông sản Mỹ được Trung Quốc nhập cảng hiện nay, thì chúng ta sẽ còn hơn 85 tỷ mì kim dành cho cơ sở hạ tầng, y tế hoặc các lĩnh vực khác. Trung Quốc sẽ giảm tốc đáng kể và chúng ta sẽ tự động tăng tốc. Thứ 9, hãy sản xuất các sản phẩm của bạn tại Mỹ, nơi không có quan thuế. Thứ 10, vì tổng thống được yêu thích nhất mọi thời đại của các bạn đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi Trung Quốc giúp đỡ và sẽ bắt đầu mua nông sản từ chính các nông dân Mỹ những người vĩ đại nhất thế giới. Mỹ có thể cử một hàng không mẫu hạm đi ngang eo biển Hormuz, nằm sát Iran. Một chỉ huy lực lượng hải quân Hoa Kỳ ở Trung Đông nói với Reuters hôm thứ Năm rằng, tình báo Mỹ có đề cập tới sự nguy hiểm của Iran, nhưng điều đó không ngăn cản được việc ông có thể cử một hàng không mẫu hạm đi qua eo biển Hormuz, nằm sát Iran. Chủng đô đốc Admiral Jim Malloy không cho biết liệu nhóm tác chiến tàu hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln hiện đang trong hành trình hướng tới Trung Đông. Có đi qua eo biển Hormuz hay không? Eo biển Hormuz là tuyến vận tải biển chuyên trở tới một phần 5 lượng dầu trên thế giới. Nhóm tác chiến tàu hàng không mẫu hạm Lincoln được chính quyền đưa đến Trung Đông như một lời cảnh cáo đối với Iran. Nhóm tàu này đã đi qua kênh đào Suez và tiến vào biển đỏ dưới sự chỉ huy của chuẩn đô đốc Malloy. Nếu cần, tôi sẽ đưa nó vào trong eo biển. Tôi sẽ làm như vậy. Chuẩn đô đốc Malloy nói qua cuộc phỏng vấn bằng điện thoại. Tôi không bị hạn chế hay gặp thách thức dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc điều động nó tới bất kỳ nơi nào ở Trung Đông. Singapore lần đầu tiên phát hiện người bị nhiễm virus đậu khỉ, monkeypox, Singapore cho biết đã phát hiện trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus đậu khỉ, hiếm gặp do một người đàn ông Nigeria 38 tuổi mang đến. Giới chức của quốc đảo nói rằng anh này có thể đã bị nhiễm bệnh do ăn thịt sừng trong một đám cưới. Theo Rooster, virus đậu khỉ, một loại virus tương tự như virus gây bệnh đậu mùa ở người đã bị loại trừ vào năm 1980, không dễ lây lan từ người sang người, nhưng trong một số trường hợp hiếm gặp có thể gây tử vong. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch, có trụ sở tại Hoa Kỳ, việc người bị nhiễm virus đậu khỉ từ trước tới nay chỉ được ghi nhận 3 lần ở những nơi nằm ngoài châu Phi, đó là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Israel.